Dạ, công an xã Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn thời gian qua ủng hộ công an xã Cần Thơ chia sẻ. Rồi tiếp tục chia sẻ của chú anh chị ha. À, đây có trước khi vào clip bay giả tăng rau ghiên dưỡng bông thì mình quý cô chú anh chị về cây chú anh chị xem ha. Đây mai ghép bài lọc cũng già mùa lắm rồi. Bông nụ ghê luôn, to. Để hình thú cho cột ghép nó to bự hết rồi, đàn điều ha. Cái này nụ rất là dữ luôn á, đầy lọc mà cô chú anh chị biết rồi đó. Nếu cô chú anh chị mà đã có chơi đầy lọc thì thấy nụ là biết liền luôn. Để hình nhân thú luôn ha, đuôi đầy đủ. Làm quay sơ sơ ha, rồi đi dài vô ha. Đến vườn mai của anh Út ở Hồ Giang. Đây có hai cây mai tàn lớn. Đấy, một cây đó hình chậu. Với một cây mới bứng bầu. Đây cây hình chậu của chú anh chị ha, cái này nụ rất là ok. Tàn đều hết rồi. Đại tết sắp đến này thì mình quay review về cây bự để cô chú anh chị, nếu mà cô chú anh chị mà thích loại cây bự thì liên hệ với anh Út em ha. Còn đây cây ha, cây là bướm, mấy bướm màu đất tràng thông, mình cũng ba mấy bốn mươi chứ bốn mươi khoảng bốn mươi cho lên không tính như vậy, bốn mươi bốn mấy nè, nụ ha rất là kẹo luôn á. Nụ này giống như đại lộc luôn, giáo ghiên mà gì đó, nụ già chất lượng luôn cô chú anh chị mà. Một cốt thẳng, chỉ cành điều, cái bầu đất rất là to, bự lắm bự. Cao, cây này tầm có 2 mét mấy, 2 mét rưỡi lên. Rất là cao, mà tàn đều đủ là ok. Rồi mình đi về vô ha, để cô chú mình xem ha. Tặng này giảo tăng trâu ghiên, bông nụ như thế này là đủ đạt cho Tết này cô chú mày. Rồi mình đi ra ngoài kia quay cô chú mình xem nha. Đi dài cái ngoài ha. Đây là chỗ nút có mấy giờ mới mua vô phôi dán thằng thông nè, dấu đức nè. Bữa nay để phục vụ cho cô chú chị nó tới. Ngày mới tới quá. Chuẩn bị sẵn năm tới luôn. Giờ tại mấy nay em giao Cà Mau xe với thành phố xe nó sợ em đi không kịp. Rồi mình vô tiếp luôn ha. Ừ. Bây giờ mình quay quay cho anh nghe nó điện thoại ông sụm nó vô không? đúng rồi. Rồi vậy ha, chút xíu em điện lại tại em đang quay clip á. Rồi mình vô clip ha, luôn. Chút xíu. Rồi ok. Dạ. Nãy giờ mình nói nè, anh nó điện thoại cũng bích hết luôn. Nói chuyện khách chi thế luôn, rồi chào anh luôn. Rồi chào Linh đây. Trở lại kênh Bông Sai Thơ, em Út em tổng chào cô chú anh chị gần xa ha. Năm mới sắp đến rồi cũng dồi dào sức khỏe, làm ăn thành đạt trên mọi lĩnh vực ha anh chị. Sau đó em có giao lưu với anh chị là 20 cây mai giảo này, là 11 cây giảo Tân Châu nha anh chị, rồi 11 cây giảo Thủ Đức. Rồi mặt bông giảo Tân Châu này từ 7 đến 12 cánh nha anh chị. Nút nụ đồ này kia ok hết. Là phí ship của em là 200 km. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Rồi đầu tiên là cây số 1 nha anh chị. Cây quá quýp nè, nụ quá trời. Đầu tiên là cây số 1 luôn nha anh chị ơi. Này là giáng long nè. Này là giáng long lắc lượng nha anh chị. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị, em tên Út em. Tàn điều. Tàn đồ này kia là ok hết, rồi anh chị mình nhìn lắc hộ lượng. Giùm em. Dán lông lắc qua lắc lại. Còn nút nụ thì ok hết trơn luôn nha anh chị. Cái nụ quá trời nụ luôn. Quanh cái này 15 anh chị ơi. Quay dọc, đúng rồi.
cây nào nó cũng có đế cho nên chị, này không có móc ra chứ cây nào cũng đế hết trơn. Đồ nó chảy bè bè. Loại này là cây nào cũng có đế hết. Nút tụ quá kẹo luôn chứ. Tấn ngang mình 1m3 nha anh chị. Cây nụ dữ thiệt chứ. Chiều cao em nó 1m4 luôn anh chị ơi, ngang cái tay em nè nha anh chị. Anh chị heo rồi đó. Chiều cao 1m4 nha anh chị. Mã số 1. Mã số 1 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 anh chị. C1 nha anh chị. C1. Số quen rồi. Tại hôm nay em lên mấy clip mà kiền rồi sợ nó lộn clip nha anh chị. Đổi lại là C1 nha anh chị. C1. C1 1.800.000 nha anh chị. Cái này nụ quá trời nụ luôn. Cái này là nụ dữ dằn luôn đó. Kẹo luôn. Giáo Tăng Châu gì đây là nhiều lắm rồi, nụ dữ lắm rồi nữa nha anh chị. Lúc nở ra này bông chùm chùm lên. Đây là nó lắc lượng nha anh chị. Đây, dán dán lông. Dán lông. Đẹp luôn nha anh chị. Điều hết lên. Cái đây mà to đó. Cây này chỉ là chuẩn đạt chứ lắm là chuẩn rồi đó. Nụ thì quá chuẩn luôn. Mã số 1 này 1.800.000 nha anh chị. C1. C1. Số 1 quen rồi. Rồi em quay một vòng nữa cho anh chị rồi em đổi cây nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Dạ, đổi cây. Năm mới sắp đến rồi chị anh chị ơi. Tiếp theo một cái số 2. C2. Rồi tiếp theo là C2 nha anh chị. Cây này có phanh. Đây là lò xo. Lò xo này nha anh chị. C2 nha anh chị. Lắc lượng theo lò xo nha. Này cái lá cũng vậy luôn. Lá nhiều quá cái không che lại. Che, cái này nè, đây cây nào cũng có đế hết. Che lắc lâu cho chú lò xo. Đẹp luôn nha anh chị nào mà có ưng bụng vừa mắt thì alo cho em nha. Cây này nụ cũng giữ được dằn lắm. Số điện thoại của em là 0917 15232 nha anh chị. Hoành thân cây này bự luôn, tới 100 mấy luôn. 100 mấy là 136 gì nha. 136 14 nha anh chị, gần 15. Hoành thân 14 nha anh chị. Cây này nụ cũng đạt lắm mà. Đạt chơi Tết luôn. Này là mình đủ chơi Tết hết luôn nha anh chị. Lượng lò xo ha. Tán ngang mình cũng 1m3 luôn nha anh chị. Chiều cao mình tút tay 1m3 ngang đây 1m2 nha anh chị. Rồi C2 này em giao lưu với anh chị là 1.700.000 nha anh chị. 1.700.000 cho mã số C2 nha anh chị. Nụ ghê gớm mà. Nụ nè. Này khi cái lá nó nhiều quá rồi nhưng khi nó che phút chút nha anh chị. Nhưng khi không rõ thì em chụp hình em gửi qua cho anh chị. Quá trời nụ, nụ ghê gớm luôn. Rồi C2 1.700.000 nha anh chị. Bán giá giao lưu luôn nha anh chị. Này để chừng 2 cây Tết, 1 cây văn lâm, 1 cây lò xo để dưới nhà đẹp. Hai bên 2 cây ha. Đầy đủ dáng luôn. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo là mã C3 nha anh chị. C3. C3 luôn nha anh chị ơi. Này kiểu dáng ha, lắc lượng lò xo. C3 luôn nha. Thẳng đứng nước em đo một vòng cho quay một vòng cho anh chị mình coi luôn nha. Đàn tròn đều. Cây cái bàn quay nó hơi nghiêng. Này là khuôn khổ nha, cái gì mà nó có khuôn chứ nè. Đều đều chứ. Đó, cái cây này nó cũng tương đương với nhau mà anh chị. Lớn nhỏ chút đỉnh thôi chứ cũng không có nhiều quá đâu. Bình thân cây này gần 15 nha anh chị, tính 14 nha anh chị. Chút nữa là 15 rồi. Tán ngang của mình 1m4 luôn nha anh chị. Đang quay mà quá trời khách tiện. Okay. Chiều cao cây này tính đây 1m2 mà đây 1m1 nha anh chị. Em tính 1m1 nha anh chị. Mấy mốt ngang tay em nha. Rồi. Là C3 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. 1.800.000 cho cây C3 nha anh chị ơi. Là xo. Phí ship của em là 200 km luôn. Số điện thoại của em là 0917145232 luôn nha anh chị. Anh chị nào mà có ân bụng nhiều mắt thì alo cho em. Dạ rồi, chắc là ok luôn. Ủa đồ này kia là gọi cái này lên. Đồ chất lượng luôn á. Chất lượng luôn. Rồi tiếp theo là mã C4 nha anh chị. Tiếp theo là mã C4 luôn, cũng là dán lông lắc lượng nha anh chị. Giáo Tân Châu nha anh chị, mặt bông từ 7 đến 12 cánh nha anh chị. Mặt bông này đẹp không có lộn luôn nha anh chị. Lắc lượng là so luôn. Chuẩn bông. Mặt bông là ok luôn á.
Hoành thân cây này 15 anh chị ơi. Hoành 15, à, khoảng đó không nghe cô chú. Cái này nó có phanh, hết phanh là cây này đẹp nha anh chị. Tán ngang của mình 1m3 anh chị ơi. Rồi chiều cao em nó tính ngắm 1m3 luôn nha anh chị. Ngang đây, ngang tay em nha. 1m3. Rồi mã C4 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. Đầy đủ cho chết luôn. 1.800.000 cho mã C4 nha anh chị ơi. Nút nụ đồ là ok hết. Anh chị mình là mua về lặt lá là ngắm bông Tết nha anh chị. Điều chứ. Bông chuẩn bông 7 đến 12 cánh nha anh chị, cánh giống luôn nha. Vàng đậm luôn đó nha anh chị. Đúng ok. Rồi em quay một vòng nữa cho anh chị mình coi nha. Anh chị nào mà có ưng bụng vừa mắt thì alo cho em nha. Nè dán lò xo. Rất là đẹp luôn nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp tục cây C5. Tại rồi tiếp tục cây C5 luôn nha anh chị. Này quay hơi chậm cô chú mình xem hay kỹ chút. Để hơi chậm chút đi cho anh chị mình cũng gần Tết này ngắm cái lựa cây rồi cho nó đẹp cái về ngắm qua cho nó đẹp nha anh chị. Tàn điều. C5 nha anh chị. Thân nó bự về tới trên luôn. Cái này cũ quá xa cái cũ rồi Linh ơi. Cây này hay lực nha, cái cây này hay lực. Quá xa cái cũ luôn. Cũ chà bá này, luôn. Dán lông coi chứ bạn. Dán lông. Đo luôn lên đây. Nó xích đây nha anh chị. Hoành thân cây này 16 anh chị ơi. Đây. Hoành 16 luôn. 16 có gốc cũ to, dán lông. Đắt lượng. Quay vòng luôn hả Linh? Dạ dạ, qua sẵn qua. Hoành thân 16 luôn, tán ngang cũng 1m3 luôn nha anh chị. Nó tương đương 1m3, 1m4, 1m5 trở lại nha anh chị. Chiều cao tính 1m3 luôn nha anh chị ơi. Cái nào cũng 1m3 hết. Mã C5 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. 1.800.000 cho mã C5 nha anh chị. Lúc nụ có đầy đủ luôn chứ mẹ. Lúc nụ là mình đủ chơi Tết ok Tết luôn okay, được. Lúc nụ là ok hết. Đấy cây nào không có nụ ít chứ, nụ nhiều không? C5 nha anh chị, C5 1.800.000 nha anh chị. Nụ nhóc chưa? Cái này là mình còn có 2 ngày nữa là mình lặt lá nha anh chị. Nụ ghê. Anh chị nào mà chuốt là em sắp xếp cái tiếng là giao cho anh chị liền nha anh chị ơi. Nụ nhóc trong lá luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. C5 1.800.000 nha anh chị. 1.800 cho C5 dán lông. Rồi tiếp theo là mã C6 luôn anh chị. Rồi dán lông tiếp tục luôn. Tiếp theo là mã C6 luôn. Sẵn em đo một vòng luôn, cây nào cũng có củ đế hết này. Cây nào củ này cứ gù lên luôn nè. Đâu rồi cái này chứ gì. Tay bóp thì tròn luôn ha. Tay bự cái đó bóp gọn luôn ha. Bóp luôn. Cái bóp hoài luôn. Cây này chắc hoành chắc cũng cả 16 à. Cây này to bự rồi. Tròn cây này hoành tính 15 đi anh chị. Tại cái thước này nó hơi khó đâu quá anh chị ơi. Bự. Bự. Đúng rồi. Bự lắm. Bự. Nha, tính 15 anh chị. Có cũ nha anh chị ơi. Cái này không có đo nha nhưng là đó 15. Cả 10 đó. Dạ. Dán lông cây này lắc lượng luôn anh chị. Điều luôn á. Tắt từ dưới lên trên luôn anh chị. Đó. Mã số C6 nha anh chị. Anh đo tán ngang cái báo giá cho anh chị luôn nha. Tán ngang mình 1m4 luôn anh chị ơi. Chiều cao 1m4 luôn anh chị. Đủ điều điều, cái này đủ. Mã C6. C6 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 luôn anh chị. Phí ship của em là 200 km luôn anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917155232 nha anh chị. Lắc lượng rất đẹp luôn nha anh chị. Cũ có củ có đế hết nha anh chị. Củ đế lực bự. Đó. Rồi anh chị mình ngắm giùm em cái nha. Ưng bụng cây nào thì alo cho em. Cây mỗi cây có mỗi dáng đẹp khác nhau hết trơn nha anh chị. Tiếp theo là C7. Rồi tiếp theo là C7 nha anh chị. Tiếp theo là mã C7 luôn. Này cái lắc lượng cũng dán lông luôn. Ốc cành đó là ok hết. Điều. Tới trên luôn. Cây nào cũng có đế hết luôn nha anh chị. Hoành này cũng 15, 16 lên. Chắc cỡ đó. Cái này ngay cái eo nha anh chị. Hoành này bự dữ lắm rồi. Tới 100 mấy rồi anh chị.
Hoành 17 mà ngay cái eo tính 16 thôi nha anh chị. Đất lượng bự mà, ra lực. Hoành 16 nha anh chị, tán ngang 1m2. Chiều cao của mình tính 1m4 là ngang đây nha anh chị. Rồi mã số C7 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. Lụ đều đều của 1.800.000 cho cây C7 nha anh chị ơi. Lụ ok đều đều. Nói chung là cây nào cũng có hết trơn nha anh chị. Bông này rất là đẹp luôn nha anh chị ơi. Chuẩn bông, nó chuẩn bông. Bông là ok luôn đó. Rồi em quay một vòng nữa cho anh chị mình ngắm cái nha. Có cái đế cũ cũng to này nha. Bữa nay 11 là bữa 13 mình lặt lá được nha anh chị. 13, 14 xuống lá là ok luôn. Thời tiết nó đúng luôn anh chị. Lạnh nhiều hơn cái nóng. Bữa nay thời tiết nó hơi lạnh. Và bữa 12, 13 là mình lặt cũng được nha anh chị. Thường để trưa nó mới nắng. Ừ. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo C8. Rồi tiếp theo là C7 hả? C8. Cái này là C8 nha anh chị. Tiếp theo là mã số 8. C8 luôn nha anh chị. Cái này nó có phanh ở dưới đẹp nha anh chị. Này phanh lắc lượng là so. Phanh cây này hoành tầm cũng khoảng 15 16 nha anh chị. Này thọt cái thước xuống không được anh chị ơi. Cấm gắn nằm dùng. Này là đẹp luôn nha. Này phanh này đẹp nè, phanh đằng sau này là dính liền nè, bên đây nó có đế luôn nha anh chị. Đó. Nè, hang này nữa là tết nữa là bự lên nó dính, giờ nó muốn dính nè anh chị ơi. Đây. Dính liền rồi. Có đế luôn nha anh chị, củ đế nha. Rồi, em quay một vòng cái nữa cho anh chị ngắm cái nha. Lắc phí ship của em là 200 km luôn nha anh chị. Lắc đều lắc nhẹ. Hoành tầm khoảng 15 nha anh chị ơi. Và cái đó đo không được nha anh chị. Nút nụ cây này là ok luôn, tán ngang 1m2 luôn anh chị. Chiều cao em nó tính 1m2 luôn, ngang tay em đi nha anh chị. Chưa. Ngang 1m2, cao 1m2 luôn nha anh chị. Rồi. Cao 2m2. Rồi mã số C8 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. 1.800.000 cho mã C8 luôn nha anh chị ơi. Nụ đều đều cây coi chứ. Nụ cây này đều lắm nè. Nụ cái này đều lắm. Vì là nở chất lượng. Cái lá nó phức. Lá nó phức chứ cây này đều đều lắm. Đều. Không cần gì. Mình nói đều đều đó, nó kính cây. Rồi C8. 1.800.000 nha anh chị. Rồi tiếp theo là C9 luôn nha anh chị ơi. Rồi C9. C9 luôn. Đàn tròn đều. Này lắc lượng theo kiểu năm mới mình sắp đến rồi nha anh chị. Giáng long mà lò xo hả ta? Cây này hả? Là lời. Cây này giáng long. Giáng long mà ở trên nó quấn hình quấn lò xo. Là xo. Dưới thì giáng long. Này là tổng hợp. Ừ. Dưới chân thì giáng long. Hoành cây này rất hơi nhỏ. Hoành cây này 13 nha anh chị. Còn cái đế nổ lên. Cây nào cái chung này không có móc lên chứ cây nào cũng có đế chân lên đây. Ủ đế hết. Tán ngang mình 1m4 nha anh chị. Dưới dân lòng xích cho anh xíu. Chiều cao mình 1m1 nha anh chị ơi. Chưa. 1m1 là ngang chỗ mấy cái nụ này luôn. Tuốt trên đọt này cũng vẫn có nụ nha anh chị. 1m1. Nút lụ là lụ là ok. Anh vàng chị mình lượng. Yên tâm. Điều. Em xếp tới nhà cho anh chị luôn. Mã C9 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. Ngủ nó che lại 1.800.000 cho mã C9 nha. Tại cái lá này nó bự quá, nó che lắm luôn nè. Điều chứ. Cái lá nó che phức cái nụ nha anh chị. Điều chứ. Mã C9 1.800.000 nha anh chị. C9 1.800.000 luôn anh chị ơi. Rồi 1.800.000 C9. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo C10. Tiếp theo là C10 nha anh chị. C10 luôn nha anh chị ơi. Này là cây này lò xo nha anh chị. Đắt lò xo. Cây này lò xo nha anh chị ơi. Chỉ cạnh là ok hết luôn nha anh chị. Chỉ cạnh thì anh chị mình nhìn hộ mém nha. C10. Lò xo đều. Rồi, đo luôn, đo hoành luôn. Dạ. Ôi cái này chắc khó đo dữ rồi. Cái hoành này chắc 14 rồi. Chắc cả đó. Móng tay chắc cỡ 14, hoành này tính 14 đi nha anh chị. Hơi khó đồ quá anh chị ơi. Thì nó xem rất cái là đẹp luôn nha anh chị. Tán ngang của mình 1m5 nha anh chị.
Rồi chiều cao ngang tay em 1m1 anh chị ơi. Thắng ngang 1m15, chiều cao 1m1 anh chị. 1m15 cao 1m1. Bằng quay nó hơi nghiêng. Rồi cái cây lật lượng là soi. Mã C10, C10 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 luôn anh chị. Cây này đủ. Cây nào nó cũng có đế cho anh chị ơi. Nhưng mà vẫn có. C10 1.800.000 anh chị. C10 1.800.000 luôn anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Em tên Út em luôn anh chị ơi. Anh chị nào mà có ưng bụng vừa mắt cây nào thì alo cho em nha. Phí ship của em 200km luôn. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. C11. Tiếp theo là mã số 11 luôn anh chị. C11 nha anh chị ơi. C11 nha anh chị. Tiếp theo là mã số 11, dáng lông lắc lượng luôn, cây nào cũng đẹp hết. Mỗi cây có dáng nhỏ kia. 13 rưỡi quá. Cây này 13. Hoành 13 nha anh chị. Hoành 13. Dáng lông. Nó tầm cả đó 13, 14, 15, 16, 17 là từ 13 tới đó. Luôn. Nó ngang 1m2 luôn nha anh chị. Chiều cao mình tính 1m2 luôn anh chị ơi. Hai ngang tay em nha. Chiều cao từ đó tới 1. Rồi mã số 11, C11 nha anh chị. Clip này em giao lưu với anh chị là 11 cây dạ, cây giảo Tân Châu nha anh chị. Dạ, Tân Châu ghen trưởng bông. 11 cây giảo Thủ Đức nha anh chị. Dạ. Clip này em giao lưu với anh chị 22 cây. 11 cây giảo Tân Châu, 11 cây giảo Thủ Đức nha anh chị. Rồi, ok. Rồi mã số 11 của Tân Châu là quá trời luôn. Em giao lưu với anh chị là 1.700.000 nha anh chị. Tròn đẹp luôn anh chị, khích tàng luôn nha. Phí ship của em là 200km luôn anh chị. 1.700.000 cho C11 giảo Tân Châu nha anh chị. Bông chuẩn bông luôn anh chị ơi. Tàn tròn đều. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi mình đi tiếp theo, mình đi theo. Tiếp theo là qua C12. 11 cây Thủ Đức nha anh chị. Rồi mấy cây Thủ Đức này gốc bự bự nè, để giá hữu nghị cho anh chị mình luôn. Em còn có mấy cây Thủ Đức gốc này là nó là hết luôn anh chị. Xả vườn luôn. Gốc bự là hết luôn nha. Hết miếng vườn này là không còn nữa, Thủ Đức miếng vườn này luôn nữa nha anh chị. Dứt điểm luôn, còn có mười mấy cây. Chứ toàn để đẹp không chứ. Đó, có để hết trơn luôn. Cái này là vét vườn nha anh chị. Vét vườn, để đều. Vét vườn, miếng này là vét vườn luôn rồi đó. Còn có 11 cây gì. Rồi hoành cây này là 26. Để đẹp không? Hoành 26 là to. Có đế luôn nha anh chị. Để đẹp luôn, bao bông đẹp. Đẹp luôn nha, mặt bông từ 5 đến 12 cánh mà nhưng 5 cánh thì nó cũng có lộn mà chút đỉnh thôi chứ nó không có nhiều quá đâu nha anh chị. Em khi thằng Thủ Đức này khi nó có lộn khi em phải nói mới được nha anh chị. Ít nhiều gì nó cũng phải có lộn chút đỉnh nha anh chị. Đúng, ok, nhóc chân. Thành ra là em phải nói trước. Đúng, rất là nhiều hết chứ. Chứ nhầm khi có cây nó cũng không có lộn. Rồi chiều cao tháng ngang. Rồi tán ngang em nó là 1m5 nha anh chị, 1m6 rồi, tính 1m5 luôn đi. Này để giá hữu nghị, chiều cao 2m luôn anh chị ơi. Chiều cao 2m luôn. Mã C12 này em giao lưu với anh chị là 1.300.000 ha anh chị. Chào quá mềm hoành để đẹp 1.300.000 cho cái mã số C12 giảo Thủ Đức nha anh chị. Thì quá đẹp mà giá rẻ luôn. Bông chuẩn luôn nha anh chị, bông đẹp luôn này, bông đẹp luôn nha anh chị. 1.300.000 ha anh chị. Chiều 3. 1.300.000. Phái ngang chiều cao 2m luôn nha. Sẽ vườn cuối năm còn mấy cây nữa. Cuối năm em còn mười mấy cây xả luôn nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi đẹp. Tiếp theo nó là nằm chỗ 6, còn cây này nằm trong chỗ 7 nha anh chị. Hoành bự hơn nữa nè. Hoành này bự hơn luôn, bán giá rẻ luôn. Tại em còn có mười mấy cây à. Bán giá ok, cây bên đây thì tàn này nó hơi thiếu bên đây chút xíu nha anh chị. Là thiếu xíu thôi. Thiếu xíu mà những cái đế là rất là đẹp, ù lại cái đế nha anh chị. Đế này là cực đẹp luôn. Nhìn có đế nè. Đế nhìn thấy cũng đã nữa mà ngặt có cây này nó hơi thiếu. Rễ đây là có cây này đủ, đủ hai nhánh nữa là ok luôn nha anh chị. Để cho bá cho anh chị mình coi cái nghe. Rồi hoành thân 31 luôn anh chị ơi. Trời ơi hoành bự vậy đây. Không, cũ. Đơn này hơi xéo lên này. Rồi cũng là 31 luôn. Anh đâu cái cũ gốc nó xích xuống rồi. Cái cũ thân xích xuống đây hả? À, đó. Không chà chà đây nè. Đó. Cây bự lắm luôn đây. Thì đó.
được lên đây, đó không được lên đây. Tao hào hào để cái thước nhẹ nhẹ thôi. Cho chú tao biết nó nở cái gì đó. Ngủ nè, ngủ nè tới 100 mấy à. Nhiêu à? Không biết được luôn. 50 mấy. Hả? 5 mấy. 5 mấy hả? 51, 52 vậy đó. Rồi hoành thân 31 nha anh chị ơi. Bán giá rẻ cho anh chị luôn. Này chỉ cành nó đều, lý do là tại giờ cái nhánh đó mình không có sửa là chứ. Tán ngang 1m7 luôn đó nghe anh chị. Cành này đều lắm. Tán ngang 1m7 nha, bên đây là cực đẹp luôn nè anh chị. Đây. Nó nụ là ok nha. Nụ ok đều. Em còn có nhiêu là em bán cái này làm tính 2m luôn nha anh chị. Chiều cao 2m. Đó, okay. Chiều cao 2m, chiều bề ngang 1m7 nha. Phí ship của em là 200 km luôn. Bồng đó các tôi nói rất là chuẩn, là nhiều cánh hiu các bạn. Mã số 13 em giao lưu với anh chị là 1.500.000 nè anh chị. À, thấy cái nụ nó bở cho bả này biết rồi đó. 1.500.000 cho mã số C13 luôn nha anh chị. Mềm luôn, quay vòng đó anh. Rồi quay cho một vòng luôn. 1.500.000 ha anh chị ơi. Nằm okay. Trong chậu 7 luôn. Đầy đủ bán đẹp, chỉ cảnh ok. Luôn. Nó đều, chỉ cảnh đều tại do cái nhánh của mình nó gì xử lý lại cái mình con đàn lại nuôi lại. Em nhẹ qua là cái sát vô là... cũng rất là đẹp luôn anh chị. Tại em còn có 10 mấy cây em bán xả cho anh chị luôn, giá hữu nghị giao lưu với anh chị luôn. Nụ quá ok. Chi ăn khách hàng cuối năm luôn, cuối hết vườn luôn, dắt vườn luôn anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Dạ, em đổi cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số C14 nha anh chị. C14. C14 luôn, cây này dán hơi nghiêng nghiêng một tí xíu. Ở dưới chân này hơi dán bay bay chút xíu, hoành 100 mấy luôn. Hoành 128 nha anh chị. Hoành thân 23 nha anh chị ơi. Để nè. Đây này đẹp nè. Đậu con giống thú ha, hai chân bự chà bá bên hông nè. Này này là cái kiểu này đẹp nha anh chị. Muốn thành cổ vịt nè. Vịt lời. Cũng bự đẹp mà. Đẹp luôn. Điều. Có ba cái chân nha anh chị. Ba cái đế đẹp luôn nha. Anh chị nào có ân bụng như mắt thì alo cho em nha. Nụ thiệt. Số điện thoại okay. Của em là 0917155232 nha anh chị. Nụ kẹo luôn. Tán ngang 1m7 luôn nha anh chị. Tán ngang em nói 1m7 luôn anh chị ơi. Chiều cao là 2m luôn anh chị ơi. Nụ đồ là ok luôn nha anh chị. Rồi để em quay một vòng luôn cho anh chị mình coi nha. C14 nha anh chị. Rồi C14. Giá rất là rẻ luôn anh chị ơi. C14 luôn anh chị. Chiều cao 2m luôn. C14 này em giao lưu với anh chị là 1.600.000 nha anh chị. Rồi 1.600.000. Một triệu 600.000 cho C14 anh chị ơi. Nụ rất là chi dít luôn. Rồi. 1.600.000. Tàn điệu. Nụ ok luôn đó anh chị. Thấy nụ kẹo chứ. Xa quá nè. Khó. Bởi vì mình khi ở xa quá rồi mấy cây này ra em cũng không quay hơi rõ chút là anh chị mình không nụ chứ thật sự là nụ kẹo luôn. Đây nè. Kẹo. Kẹo kẹo. Đó. Kẹo nụ luôn á. 1.600.000 anh chị. Nè. Thầy ơi, 1.600.000. Quá, để đẹp. Chi ăn khách hàng nha, cuối năm hết vườn rồi nha anh chị, dắt vườn luôn nha anh chị. Bên em còn nhỏ hơn nha anh chị. Bơm đâu hả? Em còn miếng bên kia nữa nha anh chị. Tiếp theo kia à. Em còn mấy miếng bên kia nữa là... cái loại 2, 3 lít nữa là cũng hết luôn nha anh chị. Không, còn loại này là bự, đủ loại. Cây này là giá mới sập sàn nữa là nha anh chị. Cây bự nha. Là giá điều. giá giao lưu, giá hữu nghị luôn, giá hết mình luôn. Nụ lúc nụ là ok luôn nha anh. Sẵn anh đo mạnh. Phí ship của em là 200 km nha anh chị ơi. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Hoành thân 34 nha anh chị. Này gần 35. Ừ. Gần 35. Ừ. Tính 34 à. 34. Đế có đế điều. Có đế hết luôn nha anh chị. Hoành thân 34 luôn anh chị ơi. Thái ngang cây này không có mất 2m đâu, để em đo cái nha anh chị. To bự đều. Rồi hết cái thước luôn rồi. Cây này nụ cũng ok lắm. Hết cái thước luôn rồi anh chị ơi. Giá quá rẻ luôn. Rồi tán ngang mình 2m luôn nha anh chị. Cây này nụ dữ lắm lên đây, tại vì cái lá đi. Cây nụ ghê gớm, nụ già chất lượng luôn coi chứ mà. Nụ già. Dữ dằn nụ luôn. Nụ chất lượng thôi. Giá ok luôn anh chị. Ok. Phải chiều cao nhiêu? Tán ngang 2m nha anh chị. Chiều cao của mình chắc 2m nữa rồi anh chị ơi. 2m thôi em chừng hao luôn, cỡ 2m2, 2m3 đó nha anh chị. Tính 2m luôn nha anh chị. Hết cái thước luôn.
hết thứ gì luôn. Ồ, bán cái thước các bạn thì luôn. Hết thì xa luôn. Đó, C15 này em giao lưu với anh chị là 2.500.000 nha anh chị. Trời, 2.500.000. 2.500.000 nha anh chị. Hoành tới ba mấy, 34. Hoành 34 luôn, giá 2.500.000 luôn. Nụ kẹo, cái này nụ kẹo. Điều cây kính. Ok luôn cho anh chị luôn. Bông rất đẹp luôn nha anh chị. Rồi anh chị nào có ưng bụng vừa mắt thì alo cho em. Tại mấy cây này bữa nay em quay hơi lâu một chút xíu rồi anh chị mình bỏ chút thời gian ra xem giùm em ha. Nụ chất lượng đều chứ vàng vàng hực. Thấy gì nụ lắm nụ. Rồi mỗi bữa không? Quay cũng lẹ lắm, nay hơi nhiều chuyện. C15 C15 2.500.000 nha anh chị. Quá trời cái bự. Rồi tiếp theo là C16 luôn anh chị ơi. C16 luôn. Cây này cao vút luôn, thành cột cờ luôn. Chiều cao của em nó luôn nha anh chị. Rồi tính 2 mét luôn nha anh chị ơi. Chiều cao 2 mét. Cây cành đều đều tàn hết thưa thưa nhưng mà em nói xích dưới kẹo. Hoặc là xích lên trên nha anh chị. Này cây nụ. Hoành 117 nha anh chị ơi. Quá trời cái hoành này. Cây hoành lớn dữ. Hoành 34, 33 đi. 33. Hoành 33 nha anh chị. Một cốt thẳng lên luôn anh chị. Tràn đều đều nhưng nụ rất là kẹo. Cây này dáng cao nha anh chị. Anh chị nào mà có chơi dáng cao thì alo cho em. Cây này nụ là chi chích luôn á. Thấy gì chứ nụ lắm luôn, chi chích luôn. Chùm chùm. Thấy gì cái nó nụ lắm nụ. Nụ chùm. Nè, nụ chùm chùm không. Dữ lắm luôn. Tán ngang 1m. Tán ngang 1m8 nha anh chị. Nụ chi chích luôn. Rồi cái này nụ chi chích anh ơi. Chiều cao mình nãy 2m nha anh chị. Rồi mã C16 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. Rồi 1.800. 1.800.000 cho mã C16 nha anh chị ơi. 1.800 nha anh chị. Cao vút luôn nha anh chị. Chiều cao này là 2.5m gì đó anh chị ơi. 2.5m. Chiều hao rồi cho 2m3. Em tính 2m là nha anh chị. Tuốt trên đây nè. Rồi mã C16 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 nha anh chị. 1.800. Nụ kia chích luôn, cái nụ là hến này kẹo kẹo luôn. C16 là tới C17. Rồi C17 nha anh chị. Cái này nụ khiếp lắm là Linh. Tại vì cái lá nó hơi còi còi, tại lúc này nó dị đó nha anh chị. Nó mới vô nụ nha. Tặng điều. Cây này mà có chỗ lai gai bữa hổm hết một mớ mà giờ nó còn gì nè. Này là bữa hổm nó lai gai hết mớ nữa nha anh chị, nó còn này nè. Là bữa hổm nó có chỗ rồi nha anh chị nè. Có chỗ nhưng mà vẫn còn nhóc chân bào la luôn. Nè, này dư nụ luôn anh chị. Tôi nói là kìa Linh. Kẹo quá chứ. Ừ, khiếp hồn không? Đều quá chứ nha, còn đều nhiều lắm. Còn dữ lắm luôn nha anh chị. Tại bữa hổm mưa trái mùa nó có chỗ chút đỉnh này. Cái này là không nhầm nhòi cho nha anh chị. Hoành thân cây này gần 28 tính 27 nha anh chị. Lúc nụ trong thân nó ra con nhóc. Tán ngang mình là gần hết cây thước luôn nha anh chị, 1m8 nha anh chị. Rồi chiều cao nó 2m luôn anh chị ơi. Cao 2m. Mã C17 này em giao lưu với anh chị là 1.800.000 luôn nha anh chị. 1.800.000 nha anh chị ơi. Cái C17. C16, C17 là cây nào cũng 1.800.000 hết trơn luôn nha anh chị. Một cặp luôn nha anh chị ơi. Hoành cặp này là rất là đẹp luôn nha anh chị. Cây này đế nở. Hoành này nãy 2 mấy thôi Linh. Cái nào? Cây này nè. 27 quá. Trời dữ dằn luôn nha anh chị. Ơi, nụ. Khiếp hồn luôn. Nở mớ mà còn rất là nhiều. Như tầm vuốt quá trời luôn. Đây luôn. Rồi tiếp theo. Rồi. C18. Tiếp theo là C18 nha anh chị. Tiếp là C18 luôn anh chị ơi. Một cốt tàn thông. Cây này nó hơi thiếu chỗ này một chút nha anh chị, nhưng bên đây là đẹp đế đẹp nha anh chị, bù lại mấy cái này nha anh chị. Còn cái đế, quay cái đế nè, chạy đều luôn nè, nở. Đế đẹp nha, đế này chạy đều luôn. Tao hoành luôn. Hoành luôn.
Hoành cây này là 28 nha anh chị, gần 29 luôn, 28 rưỡi. 28 mà nha anh chị. Hoành 28. Dù gì cho đo thông số đồ này kia, hoành tán ngang đồ này kia, anh chị mình yên tâm đi nha. Nụ kẹo cái này nụ anh quá trời. Chị hao hết. Tán ngang mình 1m6 nha anh chị. Wow, cái này nụ quá trời luôn. Chiều cao mình 2m luôn anh chị ơi. Mã C18 này em giao lưu với anh chị là 1.500.000 nha anh chị. 1.500.000 cho C18 nha anh chị ơi. Đế đẹp luôn anh chị. Hoành hoành nãy 2m hả? Đó 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 là 2m á. 27 28 vậy đó. Đúng rồi đúng rồi. Đế đẹp luôn anh chị. Đúng rồi, hoành 28 lên đây. 28. Ừ. Một cốt chỉ cần khá khá đều. Nụ thì chi chít luôn, kẹo luôn. Nụ là ok luôn. Nụ này nở cái kính cây cho vàng thật. Rồi C10 quá trời nụ. C18 anh chị ơi. Thấy trên đọt luôn chứ. 1.500.000 hả anh chị? Tại nó khuyết nhánh đây bé. 1.500.000 cho mã số C18 anh chị ơi. Đế rất là đẹp luôn. Rồi tính tiếp theo là C19 nha anh chị. Tiếp theo C19. C19 luôn. Quay một vòng cho anh chị mình coi luôn nha. Này là cây này tròn trịa luôn á anh chị, tròn đẹp luôn nha anh chị. Hoành thân cây này 25 nha anh chị. 25. Hoành thân 25 luôn anh chị ơi. Chỉ cần quá lực luôn đều. Tán ngang mình 1m5 nha anh chị. Okay. Chiều cao 1m5 luôn anh chị ơi. Ngang 1m5, cao 1m5 nha anh chị. Nụ đều. Mã C19 này em giao lưu với anh chị là 1.600.000 nha anh chị. Phí ship của em là 200 km luôn nha. Số điện thoại của em là 0917145232 nha anh chị. Hoành thân hồi nãy 25 cái gì đó anh chị ơi. Đo bự, không lực đó. Anh chị nào mà thấy không rõ thì alo cho em, chi cạnh là ok hết luôn nha anh chị. Đàn điều. Mã số 10C19 này em giao lưu với anh chị là 1.600.000 nha anh chị. Rồi em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Rồi tiếp tục C20. Tiếp theo là C20 luôn anh chị ơi. Này là vét giường đi vòng vòng, hồi lên tới tới chân luôn, ra tới lộ luôn. Tới lộ luôn. Từ đầu giường tới cuối lộ luôn nha anh chị. Cây này có cây giao lưu cây kia luôn. Chị gắng nhín chút thời gian ra giao lưu với em. Điếp thời gian của chú gì thông cảm. Năm mới cũng sắp đến nè chị. Vét giường bên đây. Này là vét giường, thành ra anh chị mình đi coi nó vòng vòng nó hơi xa. Đủ chất lượng, đều chứ. Nụ ok lắm, rất ok luôn. Rồi hoành thân cây này gần 25, em tính 24 nha anh chị, 24. 24. Ừ. Một cốt chỉ cần điều. Nụ điều, nó không có dày mà rất là điều luôn. Hoành thân 24 nha anh chị. Tán ngang mình 1 mét, gần 1m6, tính 1m5 nha anh chị. Chiều cao mình tính 1m7 đi nha anh chị ơi. Rồi 1m7 là ngang đây nè nha anh chị. Rồi mã C20 này em giao lưu với anh chị là 1.600.000 luôn anh chị. Rồi, 1.600.000. 1.600.000 cho C20 luôn anh chị ơi. Cây này clip này em giao lưu với anh chị là 20 cây, 21 cây, ủa 11 cây Thủ Đức, 11 cây Tân Châu nha anh chị. 1.600.000 cho C20 anh chị ơi. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, em xin đổi cây luôn anh chị ơi. Tiếp theo cây C21. C21 qua đây luôn anh chị ơi. C21 luôn. Cái nào cái nấy gốc chà bá luôn. Em còn có mấy cây nữa là xong luôn. Hết luôn miếng này luôn. Hẹn anh chị qua năm nha anh chị. Cái này một cốt lắc. Cái này nằm trong chậu 8 nha anh chị ơi. Điều. Cái này nằm trong chậu 8 nha anh chị. Hoành lớn không à? Hoành này 30 nha anh chị, gần 31. Tính 30 nha anh chị. Để nó rễ nở đều. Có đế hết, mấy cây này có đế chân. Cây bên đây nè, đế còn giữ nữa nè. Rễ đều ha. Cây đây nụ khiếp hồn, mấy cây này là nụ giữ dần luôn nha anh chị. Linh nó tự xây rồi, nó tự quay luôn rồi anh chị. Đế rễ đều luôn á. Đẹp. Lúc nụ nó kẹo quá quay luôn rồi. Cây nụ nó ok, kẹo nha. Quá trời nụ luôn. Tán ngang của em nó là 1m7 luôn anh chị ơi. Ơi nụ quá trời nụ luôn lúc coi. Nụ dữ lắm, nụ mấy cây này thì thôi luôn, nụ bao nụ luôn.
mà cây này là bông đẹp luôn. Hai cây này có chỗ rồi, em thấy mặt bông rồi nha anh chị, mặt bông rồi đẹp, em mới đẹp. Dám nói nha. Bông đẹp. Nhiều cánh. Bông đẹp luôn, cánh dúng luôn. Dúng. Chiều cao mình 2 mét luôn nha anh chị. Cây này bông hổm chỗ 8 cánh đó, gì là cây bên đó nữa. Cây đó nữa, đúng rồi, em thấy bông. Này bông hổm mình ai mà quay mà không có chỉ vô cây này nè, 8 cánh đó gì đó. Rồi mã C21 em giao lưu với anh chị là 2.500.000 hả anh chị? 2.500.000 cho C21 luôn anh chị ơi. Đủ quá chị chích. Đó, rất là rẻ luôn anh chị ơi. Thằng đây thì hơi thiếu một chút xíu. Bị giò ấy thôi chứ. Đủ là ok nha anh chị. C21 nha anh chị. C21 luôn. Được phép đổi cây luôn. 2.500.000 luôn anh chị ơi. C22. Rồi tiếp theo là C22 là cuối clip luôn nha anh chị. Này bông chuẩn bông nè. Anh chị nào mà có ưng bụng vừa mắt thì alo cho em nha. C21. Ủa 22. C22. 22 nha anh chị. Đó, em quay cây này một chồng cho anh chị mình coi cái nha. Coi cho nó rất là đẹp luôn anh chị. Đó. Đàn ấm điều. Đế luôn nha anh chị. Đế sắp, đế sắp luôn. Có đế luôn nha anh chị. Đấy, như đấy sắp luôn điều hết trơn của chú mày đây. Ghế đâu có trống đâu. Nó tuốt đây luôn nha, quay trở lại cho anh chị mình coi nha. Hoành thân vừa đúng 31 luôn anh chị. 31, nó xích trên đó. Làm nó xích trên nha. Nó chạc dưới là có 33. Em đó là xích lên trên hết nè, cái đó vụ đó một phần hai phân cũng không có thành vấn đề gì nha anh chị. Một quan trọng đó là mình ân bụng vừa ý thôi nha anh chị. Nụ là okay luôn nha, cây này nụ là nụ dữ dằn nụ luôn đó. Cây này là dư nụ luôn. Dư luôn á. Dư nụ luôn nha anh chị. Cây này dư thiệt luôn. Tán ngang của mình là gần 2 mét rồi. Tính mét 8 thôi nha anh chị. Mét 8 là dư nhiều luôn đó nha. Đây là đúng ra là 2 mét luôn á. Dư tính mét 8 à. Quá trời nụ à. Cái này thì bao la luôn. Kẹo chứ. Dư nụ luôn. Bông đẹp lắm chứ, cái này bông đẹp. Hai cây này là em có thấy, thấy bông hết luôn anh chị. Mà em thấy cái bông, bông đẹp nhiều cánh. Để rồi chiều cánh. Cao mình là nói chắc cỡ hai em này là 2m2, 2m3 rồi đó, mà tính 2m rồi anh chị, ngang cái thước của mình đó. Đó. Cái nụ này là nụ này như quá chuối hết trơn luôn, quá xa luôn. Rồi. Nụ điều hết trơn. Nụ kệ không? Từ quan trọng. Đó. Quay lẹ quá hả Linh? Rồi quay điều cây chứ. Quay một vòng cho anh chị mình coi cái cây này cái cho nó đã mắt nha anh chị. Cho nó đẹp luôn. Anh chị nào mà có bụng vừa mắt thì alo cho em nha. Quá trời đủ luôn. Mã số C22. Mã số C22 này em giao lưu với anh chị là 3.500.000 nha anh chị. 3.500.000 cho mã số C22 nha anh chị ơi. Tại cái đế đẹp luôn. Đế quá đẹp. Như cái sắp luôn. Có đế đầu luôn. Điều 3.500.000 rồi nha anh chị. 3.500.000. 3.500.000 cho C22 nha anh chị. 3.500.000. Rồi. Mã số 22 là mã số cuối clip nha anh chị. Rồi cuối clip thì em không có gì hơn, em tổng chào cô chú anh chị gần xa, năm mới dồi dào sức khỏe và làm ăn thành đạt trên mọi lĩnh vực nha anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ kênh bonsai suốt thời gian qua và mai dặn của chúng em chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại clip sau. Rồi chào nút luôn. Rồi chào cô chú anh chị và bạn luôn. Trân trọng kính chào.